Canasa hỗ trợ thực hiện. Thân mến chào các bạn. Trong tiết mục hôm nay, chúng mình sẽ đọc cho các bạn nghe bài dự thi của tác giả Dương Thanh Vân. Bài dự thi có tên Góc Quê. Học ở thành phố, nó và tụi bạn có nhiều thói quen đã thành nghiện. Quen đi nhà sách, không chỉ mua sách mà mua quà sinh nhật, mua đĩa nhạc, mua đủ thứ lặt vặt xinh xinh. Quen mỗi chiều thứ bảy lại đến nhà văn hóa thanh niên xem chương trình ca nhạc, rồi viết thư về khoe với bạn ở quê. Ca sĩ Lam Trường hả? Hôm qua tao mới xem anh ấy hát xong. Còn Mỹ Tâm, Đan Trường hả? Gặp Hoài và thử quần áo. Ba mẹ gửi thư hỏi sao lâu quá không về. Nó viện đủ cớ: học bận quá, đi dạy thêm không nghỉ được. Nhưng nó hiểu. Hôm mẹ lên thành phố khám bệnh, xong việc nó dẫn mẹ đi siêu thị lớn nhất của thành phố. Cũng phải cho mẹ biết đến cái văn minh vật chất một chút. Quanh năm mẹ chỉ toàn đi chợ quê. Các bạn thân mến, chương trình phát thanh học đường giáo dục cấp 2, 3 đến đây là hết rồi. Mọi thư từ bài vở của các bạn có thể gửi về địa chỉ chương trình phát thanh học đường Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi vào hộp thư thoại 802-4662 của chương trình. Hai mẹ con, mẹ Đoan và con Bình đang thu vào con và camera ở Sài Gòn. Bình bây giờ nhớ thì sang chú chơi nhé Bình nhá. Tuy rằng là mới biết Bình một tí thôi, mới một thời gian ngắn thôi, nhưng mà Bình có nhiều nét đáng quý lắm mình ạ. Tí nữa mới được 3 phút đi. Cho 4-5 phút cho nó vào đúng một cái clip. Sau khi mà về London thì sẽ đưa vào vi tính thì Bình sẽ xem lại Bình nhá. Và bao giờ có điều kiện thì sang cô chú chơi. Ok. Rồi bà. Rồi. Đây là hai anh em ruột đấy. Dạ. Cùng thời gian đã biết nhau ở 60 năm rồi. Thì bây giờ lại gặp nhau. Dạ. Ngày xưa thì chú với bố cháu thì học ở trường Ngô Quyền năm 1958-60. À. Đến bây giờ là như 50 mấy năm 26 năm. 62 năm mới bây giờ mới gặp lại. Cho nên trên thực tế là hai người bạn, nhưng mà về cái đối xử thì như hai anh em ruột, là vì cả cuộc đời biết nhau rồi. Mọi người này cũng có những cái tương tự giống nhau. Thế thì hôm nay được con trai của chúng tôi mình thu lại hình ảnh và sau đó là sẽ đưa đi camera, đưa đi phục vụ để xem. Ô quay chút bên đây hay. Thôi, hãy cầm đi. Nói chung là đừng đấy nhanh, chậm cho hết sức chậm. Dạ. Đừng nha. Đây là quang cảnh từ chung cư.
Đây là khu nhà ở chợ Thiên Nghè. Đây là chung cư Nguyễn Ngọc Phương quay lên. Tự hướng chung cư. Cháu xem đến phút thứ 6 thì cháu tắt. Dạ. Nhanh quá, nhanh quá. Đi chậm nha. Ngày nào vẫn còn trẻ, bây giờ trên 70 rồi. Cuộc đời quá nhanh nhỉ. Chốc xem lại nếu mà được thì tua lại được không ạ? Tua lại xem ngay được nhớ ạ. Mấy phút thì đó? 5 phút. 5 phút 52. Được rồi. Trong thì nó tan từng giờ đấy. Rồi. Bấm giờ. Trong lên. Dạ rồi.